Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Năm Cự TV. Hiện nay thì mình đang ở tại thành phố Fort Myers của tiểu bang Florida. Nay có dịp qua ghé thăm những người em ở cùng quê Nha Trang. Thì mình bây giờ là nếu mà tính cái giờ thì phải nói không ai tin, trời còn sáng trưng là 8 giờ tối đó. Nên đây mùa hè thành thử ra nó trời tối trẻ. Đang ở một khu rất là tĩnh lặng, rất là dễ thương, nhà nào cũng đẹp hết. Đây là nhà của người em mình. Nhà đây thì nói chung là không có mắc lắm, một căn nó bình quân từ 300 có, 350, 500 có. Mà không khí ở đây thì rất là như Việt Nam. Đây cũng có cây vú sữa nè, rồi cây dừa, xoài trồng y như Việt Nam. Có cây chuối nè, bên kia có cây chuối nè. Rất là thích không khí ở đây, lý tưởng. Đây là phía trước nhà nha. Đây là vô, bên kia cũng có chuối rồi, thấy không? Đây là vô gara xe. Ấy chà, đó xe dễ thương quá. Xe này mình còn lên chạy chắc review ok nè, đó. Đó là dễ thương. Vậy vòng vòng khu này chắc cũng lý tưởng lắm này. Đây là nhà rất là nhiều phòng. Một em, ba em, bốn em, năm em hả? Năm em, sáu em, sáu em luôn hả? Wow, giờ sáu em món thôi. Là món gì? Sashimi. Hấp dẫn quá. Siêu quậy, siêu quậy. Hello. Đó, siêu quậy của tôi. Siêu quậy. Đừng có nói bơi thi uống bia nữa nha. Đừng có nói bơi thi uống bia nữa nha. Đã chưa. Giờ nhìn thấy là hấp dẫn liền. Đã chưa. Bác cơ, ra bác bơi với ba nè. Đã không? Bác cơ. Nhìn thấy đã mát quá. Khung cảnh rất là lý tưởng, lãng mạn, trữ tình, ấm áp. Xung quanh hồ có lưới bao để chống ruồi muỗi vô. Đó. Đây, chuẩn bị đầy chơi, đồ chơi đầy đủ đây. Đó, lò nướng. Đó. Lò nấu gì ta? Nấu rô phít hả? Hả? À, nấu cua hả? Đang nấu cua hả? Quá trời cua luôn. Kè này cua đá hay cua gì ta? Cua ca đá. Cua ca đá hả?
À, cua xia to. Đây là cao cua đó hả? Đây là nướng. Đó. Gạch lấp tờ nha, gạch lấp tờ. Đó, rau, ớt đầy đủ, không thiếu gì hết. Ở cá gì đây? Cá là cá sơ chín đấy. À, cá chua. Xe con đâu? Xe con đâu? Bạn con đâu? Bạn đâu? Bạn đâu? Ồ ồ. Kêu bạn vô, bạn vô bạn. Bạn ơi, vô chơi bạn kìa, ôm đi, ôm bạn đi, ôm bạn đi. Ôm nhau, hai người gặp nhau lâu vậy, ôm đi, ôm đi. Ôm đi. Hai bạn này chắc nói không ai hiểu đâu ha. Đó, nói tiếng Anh tiếng Việt đầy đủ luôn. Rồi, thôi từ từ, từ. Đó, dành nhau. Đó, nè, 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 đó, người chiến. Đó, thấy không? Rồi, chạy đi. Quay, quay đây tại vì chắc ở trong nhà nó dăm tùm lum la. Chắc ở ngoài này cho nó chắc ăn. Đó, đẹp quá. Quá. 8 giờ mấy mà nó còn sáng à? Yeah, 9 giờ. 9 giờ. Yeah, 9 giờ. Này là giống như cây mãng cầu quá vậy. Bị lực lượng chiến đấu ha, bỏ bi vô tủ lạnh ha. Này nhóc hết rồi. Đếm thiệt á, đếm. Thôi, hư nhà rồi đó. Đây mời quý vị thưởng thức màn vũ sexy em nè. Vô tắm hồ. Sao bạn không tắm? Hôm qua mà mọi người món đơn giản thôi ha, đơn giản sao nè, cua chín chưa? Rồi cua huyền thoại đâu? Hết gà hả? Gà nhiều mà chưa được. À, hồi kia nãy giờ hết gà. À, mạnh rồi đó. Có lửa rồi đó. Không sao. À, đây là nước mắm Nhật Cường. Nước chấm này. Nước chấm. Nước chấm này là để ăn với lớp tờ sống. Rất là đơn giản thôi. Tại vì cái này là mình trong này đố các bạn biết gì không? Này sẽ có đường nè, có bột ngọt nè, có muối nè, có nước tương Nhật nè, nước lagi xì dầu nè, rồi chanh nè, rồi tương ớt đỏ con gà nè, rồi bột tàu. Đó, nói chung là những cái đó. Hai chục người hả?
Thôi, nói nghe là mấy đứa đi. Kiểu này là chết chắc. Nhất định là chết rồi. Chết chắc. Có rừng có đú đầy đủ luôn đó. Mà này đi em không mua được ăn nhiều quá. Thử mua gì thì có nhiều quá. Ai kêu luộc ra ăn lần đâu. Đó, đó, đi camping đi camping lúc nào cũng qua chợ đội luôn á. Ăn được bao nhiêu vô uống không sáng nào thở oxy không à. Hôm nay khỏi mua đồ ăn mua nước uống thôi. Ờ chủ yếu nước không à. Mới 7 giờ sáng là uống rồi. Nó ly cà phê chưa hết là bắt đầu ly bia lên à. Ở đây giờ buồn quá trời. Sáng hai anh em uống mà uống cái tối. Dính giờ sáng luôn. Mà kiếm gà uống đi. Nghỉ nữa ra đảo không có gì để chơi chứ có rượu bia nè. Nhưng mà ra đảo vậy thôi chị hả? Lên ngồi ăn luôn chị. Vậy buồn lắm. Đồ ra nhau nè. Mấy con cua này là sao nấu. Vậy đúng rồi hả? Lạ lắm. Vậy chơi quan dạ. Chơi ở mà bỏ lòng xuống là tôm. Có nhạc nó sợ. Chơi quan dạ. Nhạc là nó chờ. Con em này đeo nè. Nè theo á. Đúng rồi dập lên để mình giúp như. Con ở đây với bà. Dạ, đồ cua là Canada. Dạ, không ngon bằng cua Việt Nam. Ngồi nghe được. Nghe được. Mềm. Chắc. Nghe được. Đặt chuột. Người ta đi mua bà. Bà dữ. Bà dữ lá lọc cái ăn cái ngon cái coi. Đó, dữ ngon nè. Lê lửa bà liếm cái coi hello coi. Hello. Đó, dữ đó ngon đó. Vua bào. Vua bào. Hồi đó hàng đó có cái tiệm thợ mộc. Nó bào. Nó bào không. Ngon ha, ngọt ha, ngọt ha. Mày gặp đó hả? Nó cái đồ hãy có mấy cái thằng siết nó lấy cây sắt ừ nó đập vô đầu công rồi lấy càng đập vô công đã đập thử ơi công không đập hoài không mà đó công công nhìn cái đầu hẹo không thấy không có hẹo đúng rồi đó chỉ định mấy bào mấy bào ra mấy bào tù chiến là mà không tàn đúng không? Tù chiến là không tàn. Quay thấy những gương mặt là bào là họ bào vua bào. Đó. Sau khi đi một vòng chúng tôi thấy nơi đây hình như là nhà máy. nhà máy xây xây mòi. Ở đó là ở đây nhậu rất là lý tưởng, mát mẻ, cảnh cũng đẹp. Một thùng cua còn lại 3 con, một thùng lúp tờ đã hết, cuộc chiến đã tàn, hết một chai rượu. Thằng nào say nhiều nhất? Thằng nào say nhất? Nói chung là rất là vui. Mấy cái máy say không? Máy say độc ác rồi đi ngủ hết rồi. Mà máy say đi về rồi. Hai máy này không có uống mà bào. Hai máy là bào. Bào. Ông thấy cái gì ở đâu nãy giờ đẹp không? Rồi cái nhìn người hoài à. Còn gã đầu bạc. Rồi đừng có nói gã đầu bạc là dễ ăn nghe không? Phải không? Dài lắm đó. Dài lắm đó. Dài lắm luôn đó. Cánh kẽ răng luôn á. Dài lắm đó. Ghét nhất ai kêu tôi bằng chú hả? Kêu tôi bằng cậu chó, kêu bằng chó để tôi liếm lát được. Đó, bởi vậy khổ ghê. Khổ ăn. Ồ, bên kia cũng còn rượu ha. Còn
uống uống từ sáng đến chiều tới tối luôn vẫn còn. Hai ghế này công nhận nhậu cũng có cái đồ khu gót cũng thấy lịch sử. Cái dân chơi đẳng cấp là vậy đó. Mình thì dân không phải dân chơi mà anh chơi đó chuẩn bị leo cây rồi kìa. Mua làm muốn còn muốn còn muốn còn thì mày nãy giờ nó né biết bao nhiêu ly rồi á. Né đâu né rồi đó. Né uống ly đó rồi né. Né. Có cậu là cậu hưởng chỗ còn chết nè. Nhưng mà mày né. Hôm nay rất là vui nha, đây là một kỷ niệm nha. Đó bây giờ là cũng là lời cuối là sinh ra tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Không quên là chúc mạnh khỏe và nhiều may mắn. Và nhớ ủng hộ tôi. Cảm ơn.